Chào các bạn, làm các giống vậy. Vậy là phía Bắc Việt Nam sắp sửa trải qua một đợt rét đậm rét hại nhất của mùa đông năm 2023 2024. Trời đang ấm dần. Bây giờ nhiệt độ khoảng 20 độ. Ngày mai ấm hơn và sang thứ tư chúng ta lại chuyển đến một đợt ấm áp mới. Thì sau đó nó cứ xen kẽ ấm mấy hôm lại lạnh mấy hôm, hơi lạnh dần rồi tăng dần bởi vì đã qua giữa đông và nhiệt độ nó sẽ tăng dần cho đến khoảng cuối tháng 2 thì chuyển sang xuân thì nó bắt đầu nồm ẩm nhiều hơn. Vậy có một video mình chia sẻ là kỹ thuật làm vải đơn giản nhất, bởi vì những năm trước mình đã căn lọc làm lọc theo một cái công thức cố làm sao cho các loại hoa vải, lọc vải làm sao nó ra phù hợp với thời vụ, là mình căn lọc các loại lọc nên trước khi ra hoa 45-50 ngày nó thành thục và bánh tẻ. Tuy nhiên trong năm gần đây mình đã nghiêng dần sang cái làm việc khác, bởi vì trong những năm gần đây hoa quả của mình nó không được giá cho lắm. Cho nên bây giờ mình sẽ không sử dụng hai cái biện pháp căn lọc mà mình không sử dụng biện pháp căn lọc nữa, mà mình sử dụng hai biện pháp, một là khoanh, hai là phun HTC. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật lại hai kỹ thuật đó. Một là kỹ thuật khoanh, thì chỉ cần vải đu lọc theo ý muốn của mình là mình khoanh. Nếu cây vải lọc sớm thì khoanh rộng, và khoanh non lọc vừa phải thì khoanh bánh tẻ. Và hệ quả của nó đây, các bạn quan sát. Vậy là cái cây vải ô trứng trắng tháng 3 này là một cây vải khó làm nhất Việt Nam. Và trong những năm đây, gần đây, cũng là giống vải đắt nhất Việt Nam. Bởi vì nó là giống vải được bán sớm sớm nhất Việt Nam. Thỉnh thoảng có những trang YouTube cũng như anh em chia sẻ 100.000, thậm chí hơn 100.000. Thì mình chỉ bán 50.000 thôi. Bởi vì nó khó làm quá cho nên là nó mới đắt, hiếm thì mới quý. Nhưng cây vải mình chưa năm nào mất mùa. Thật ra cách làm nó là đơn giản, rất là vô cùng cực kỳ đơn giản, nhưng nó phải chăm sóc nhiều. Cho nên mình chỉ có hai cây gần chỗ đấy, đầu nhà mình trồng cây cảnh mình mới làm được thế thôi, còn cả vườn mình không làm được thế. Thì đây, cây này chính là mình sử dụng kỹ thuật là đủ lọc đủ lá là khoanh. Cây thứ hai là u hồng, là cây vải phổ thông thứ hai sau vải thiều, cùng vải thiều. Cây này mình thực hiện kỹ thuật đủ lọc đủ lá mình khoanh. Đủ lọc đủ lá mình khoanh. Đây, vết khoanh nó đây các bạn. Này, khoanh này. Sau thời gian khoanh to như cái đùi gà nhé, các bạn nhìn này. Không hề liền khô khốc nhé. Sau thời gian mình khoanh. Thì cây này nó ở gần cái khu đường mình đi lại đây, công nông mình lá nhưng mình để rất cao. Mặc dù là ngay đây thôi nhưng mình phải đưa đây mình vít đây. Cũng đủ lọc đủ lá là mình khoanh thôi, không cần mình tính toán gì. Đây, hoa đây. Đấy, hoa. Còn cái vườn vải thiều thì mình quay nhiều quá rồi. Ngày nào mình cũng quay rồi. Thì vườn vải thiều mình là dùng kỹ thuật là cũng thế, cũng khoanh. Và như kế hoạch của mình, cũng như cái quy trình của mình thì cứ thời gian đông chí phải thành thục và bánh tẻ rồi khoanh. Hoặc thời gian đó khoanh để phun HTC, hoặc không khoanh chỉ phun HTC, hoặc là không làm gì. Nhưng là căn lọc đến thời gian đông chí thành thục bánh tẻ.
Nhưng năm nay vì mình không căn, như mình đầu video mình nói, mình không căn lọc, không tính toán gì cả. Chân vải mình nó thành thục bánh tẻ từ đầu tháng 11 và cuối tháng 10 rồi. Cho nên mình đã khoanh rất sớm. Như hệ quả hàng tháng, 2 tháng, gần 2 tháng sau, vải mình vẫn không hề nhũ lọc. Vậy là kỹ thuật khoanh của mình dùng một kỹ thuật đơn giản nhất, đó là làm đủ lọc khoanh. Nếu lọc ra sớm mà muốn hãm lọc lâu thì khoanh rộng, lọc thành thục bánh tẻ đúng trước khi ra hoa 45 ngày thì khoanh vừa phải đã là ok. Bởi vì vải u hồng đến thời gian cuối tháng 12 ra hoa là mình đã ra hoa. Còn vải u trứng trắng cuối lập thu và đầu mùa đông, đông chí ra hoa, mình đã ra hoa. Còn vải thanh hà thì khoảng 15 20 ngày nữa ra hoa. Thì bây giờ như nào, mời các bạn ra thăm vườn thanh hà với mình. Trong quá trình đi, mình quay vườn của anh em làm xóm làm việc, các bạn cùng theo tham khảo. Hai bên vườn, hai bên tường là lộc lá không ổn định, cây thì chuối, cây lộc đỏ, cây lộc già, bên này thì lộc non chuối, lộc mới ban tở, tóm lại là không được đào. Đấy, không đào, bên này cũng vậy. Đây là tình trạng chung của anh em làm vải, kể cả những anh em làm dung tốt cũng thế. Mặc dù kỹ thuật rất cao như vườn tôm cộp, cây già, cây da dài, cây da ngắn, cây đỏ, cây các kiểu đây này, đấy, kiểu này này. Nếu như có cam mà bay lên thì chắc các bạn sẽ nhìn rõ các vườn kiểu như nào. Rất tiếc là mình không có cam. Năm ngoái mua một cái cam 1,5 triệu về tập bay, nhưng không ngờ bay lần lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Bay lên cái điều khiển, nó điều khiển nó bay chẳng nhìn đâu, hạ cánh đột xuất rơi xuống gốc cây, thế là liệt mất cơ. Còn cam bay được nó tầm chắc 7-8 triệu, 10 triệu thì mình không đủ tiền mua. Nhưng mỗi khi mình quay video mình thường hay quay toàn diện vườn mình bằng cách là mình trèo lên thang mình quay. Các bạn biết mình làm vườn có một cái kiểu là căn và làm lộc đồng loạt. Chân vải mình là được thì được, mất thì mất, được có thể đến cả từng ngọn từng cành, ví dụ năm 19, 21, 23 vừa rồi, năm 20 và 22 mình lác đác mình bỏ vườn luôn. Cứ từ 50% qua hoa là mình bỏ, không làm nữa đâu, mình bỏ. Chân vải mình nó xa mang tính đồng loạt như vậy chứ nó không lôm cồm. Đề ra được khu gọi là vườn đại anh Hà mình thì bên này anh thấy thỉnh thoảng cũng có những cây đỏ đỏ lôm cồm. Bây giờ sắp đến vườn vải Thanh Hà nhà mình. Đây vườn u hồng này thế. Hôm nọ mình đi qua cái vườn này thấy một cây vải khoanh rất mịn, nhưng vẫn bị nguy cơ chết. Không biết hôm nay như thế nào, bây giờ mình thử đi xem cái cây đấy nhá. Thì qua kỹ thuật các bạn khoanh rất mịn mà vẫn chết, trong khi đó mình khoanh rộng như cái đường ô tô không chết. Đó là chính là cái cách làm đường khoanh của mình là khác cách làm của các bạn thôi. À, mình đã nhìn thấy cây đã không còn rồi. Bây giờ nó trở thành một cây khô. Đấy. Vườn này chết rất nhiều rồi. Những cây đấy trồng đi trồng lại, chết đi. Rất nhiều lần các bạn bạn quan sát đường khoanh nhá. Đường khoanh cực mịn luôn. Đường khoanh cực mịn. Mình phải đứng bên này để đỡ ánh nắng mặt trời đây. Có giải dạ gọi là dùng đúng một cái dao khứa thôi. Thế mà tại sao chết, trong khi đó mình khoanh không chết. Nhớ nha, mà các bạn chia sẻ là các bạn là khoanh hở, khoanh khép kín. Nếu mình cái cây thanh hà đấy mình khoanh ấy, làm sao cây bên kia cũng có vấn đề rồi, nhìn lá kìa. Đấy,
nhìn là có vấn đề đúng không? Cây này có dấu hiệu hoa các bạn ạ. Gia đình đã phun thuốc đốt nhá, mình không muốn nói đến. Còn bây giờ bắt đầu đến cái vườn nhà mình. Thì đây là mình dùng kỹ thuật trước khi ra hoa 45 50 ngày hoặc ít nhất là 1 tháng. Mình đã dùng cái HTC mình phun. Đấy. Vậy là kỹ thuật của mình trong một video mình chia sẻ là làm đủ lọc, ví dụ 3 lần lọc. Sau khi xả 3 lần lọc là chúng ta khoanh. Sớm thì khoanh rộng và lọc non. Muộn thì khoanh hẹp. Tính toán làm sao đến thời gian trước khi ra hoa 45 5 ngày là phải xong lọc và khoanh. Kỹ thuật đó thì đến thời gian ra hoa như mấy cây nhà mình, đó là tháng 3 và u hồng đã ổn, đã ra hoa. Còn cái này có 15 20 ngày nữa mới ra hoa thì tới giờ thì chưa có dấu hiệu gì là bình thường. Và năm nay mình phun theo như kế hoạch của mình là cứ rồi sâu này. Các bạn nhìn sâu nó. Nó nhiều ăn trắng bạc cả cây, diệp kim nhá. Ui diệp kim bay. Theo kế hoạch của mình định nói nào nhỉ? À, đang nói là mùng 10 tháng 12 mình phun. Nhưng mùng 10 tháng 12 là ngày chủ nhật, mình đi học làm cây cảnh cho nên mình không phun được. Mùng 9 thì mình lại bận, là thứ bảy cho nên mình phun. Thế HTC hôm mùng 8 mình làm video gọi là phát chữa. Sử dụng cách dùng từ của anh em Lục Ngạn đặt vòng rồi kích này kích kia, dùng từ cho nó hấp dẫn tí. Mình không phun nước sâu. Sâu nhiều quá, diệp kim. Cái này các bạn phải phun thuốc đặc trị nhé. Không mình phun thuốc đặc trị và mình phải thiều sạch bóng. Nhưng năm nay mình ít đầu tư phun thuốc. Thì hôm 8 tháng 12 mình phun. Thì hôm nay là 25. Mùng 8, 18 là 10 ngày. 28, 20 ngày. Là 17 ngày. Bơ lọc đã rụng, không còn rồi. Tất cả lọc tương đối già. Đây, thì nó chuyển sang già hơn. Lọc non thì đã rụng. Và khoảng 15 ngày, 20 ngày nữa thì đây cũng ra hoa cả thôi. Mình làm 4 năm trời, chưa năm nào mất mùa hoa đâu. Cho nên mình vẫn tin tưởng. Đấy. Những đầu về đầu lọc nó bị rụng lọc đây, nó sắp ra hoa rồi. Đây, những cây lọc bé đây. Đấy. Thì vừa rồi mình đã đi hàng này. Biểu hôm đấy mình quay video phun cây hàng này. Đấy, quay video phun hàng này nhé. Thì hôm mình phun thì lọc lông côm nhé. Lọc non, lọc hồng, lọc đỏ các kiểu. Nhưng bây giờ các bạn đứng đây quay. Mình quay ở trên phải đứng đây cho đỡ anh chọn cho anh nắng mặt trời. Mình chẳng nhìn cây đâu. Đây, các bạn nhìn lọc nào. Đấy, đã rất ổn nhé. Vậy là sau 18 ngày bây giờ lọc non, lọc hồng, lọc gì 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 bây giờ thành một màu xanh bánh tẻ ban hết rồi. Đấy. Thì nếu như là các bạn không quá quan trọng chỉ tiêu là 100% cây nào cũng ra hoa đậu quả thì các bạn sẽ dùng hai cái kỹ thuật của mình nhé. Nếu dùng hai kỹ thuật của mình chia sẻ nhé anh em và các bạn ấy thì thật ra chúng ta chẳng cần kỹ thuật gì hết, chỉ cần một cái như mình nói, bạn chẳng cần xem video của mình hay của ai làm gì cho mệt người. Thu hoạch xong không quả chúng ta cứ chăm sóc lọc bình thường, có nhiều tiền nhiều vốn hoặc là có nhiều quyết tâm thì chúng ta đầu tư được phân chuồng hoa mục đầy đủ nhiều để chúng ta bón được cơ bản. Làm 3 lần lọc ngẫu nhiên. Nếu dùng cách khoanh cứ đủ 3 lần lọc. Khi là lọc mà sớm thì chúng ta khoanh lọc hơi non đỏ. Còn cố căn làm sao đến 3 lần lọc phải thành thục đánh tẻ trước khi ra hoa đậu quả. Trước khi ra hoa 45 50 ngày. U hồng thì khoảng độ 15 20 tháng 11 thành thục rồi khoanh. Thế vì thế thanh hà thì khoảng đầu tháng 12, bảy thiều thì đông trị hết. Nhưng cố làm sao phải trước thời gian đó là chúng ta phải thành thục nhé. Còn cứ đủ 3 lần lọc là chúng ta khoanh. Kỹ thuật 2 là không cần biết lọc lá như nào, 4 lượt, 5 lượt hay mây vân vân gì cả đó. Chỉ cần đến trước khi ra hoa 45 năm ngày, phun một lần HTC, muốn lọc gì thì lọc giống như vườn thanh hà này. Vậy thì vẫn là cái kỹ thuật mình nói hàng nghìn lần. Là sử dụng cái thuật trừ ngược. Tính thời gian ra hoa của cái giống vải của nhà mình, tại địa phương nhà mình. Mình ví dụ nhà mình u trưng trắng là ra hoa thời gian cứ gọi là tháng 12 đi,
đầu tháng 12 nhé. Đầu tháng 12 thì chỉ ngược đi, thì cuối tháng 10 dương là chúng ta phun cho nó một lần HTC u hồng. Là bây giờ là cuối tháng 12 thì giữa tháng 11 phun lần HTC thanh hà 15 tháng 1 này. Đấy. Thì chúng ta tính ra làm sao đầu tháng 12 là phun lần HTC và hệ quả nó sẽ như thế này. Đấy, hệ quả nó sẽ như thế. Thế này. Hệ quả của nó sẽ như thế này các bạn nhé. Còn cái vườn vải nhà mình đây năm nay là 4 lượt lộc các bạn ạ. Tại sao mình làm 3 lượt mà bây giờ mình lại gọi 4 lượt? Bởi vì chính như mình vừa nói, mình chỉ cần làm 3 lượt lộc thôi. Nếu như mình khoanh là sau khi 3 lượt là mình khoanh như mình vừa nói là kỹ thuật 1. Nhưng vì mình không khoanh, cái vườn này mình kệ nó. Và đến ngày 10 tháng 12 mình phun. Một số cây ra 3 lượt vừa vừa đẹp đẹp hoặc là hơi lộc già, nhưng một số cây nó ra thành lượt bốn rồi, đúng ngày đấy mình phun, thì những cây mà nhú lộc, lộc già và đồng non mình đều phun một lần duy nhất và là hệ quả nó như vừa này. Thì đến hôm nay không có lộc nào đỏ chói rồi và không lộc nào nhú, và thời tiết rét này thuận lợi này thì chắc chắn vườn này năm nay lại ra hoa đậu quả bình thường. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Thì mình chẳng có gì để nói cả, cập nhật để anh em các bạn biết. Bởi vì mình cũng không ra cập nhật Thanh Hà nữa, nhưng các bạn chia sẻ nên mình ra mình cập nhật. Thì cái vườn này mình muốn thì mình, nó thấp thì mình vác cái thang dài, mình đứng lên là mình quay được cả vườn ngay. Đấy, các bạn nhìn nhé. Đây này không có lộc nào đỏ rồi. Đấy. Không lộc nào đỏ và không lộc nào nhú. Bởi mình phun HTC cách đây 18 ngày. Cái hàng hôm đấy, hôm ấy lâm côm nhất là cái hàng đầu tiên này, mình đã quay. Thì bây giờ cũng không có lộc đỏ. Bởi 18 ngày rồi thì mấy bữa ra hoa thì làm gì có lộc đỏ nữa, thì đều ra hoa hết nhá. Đấy, thế hai kỹ thuật đơn giản nhất của mình: một, khoanh khi đủ 3 lượt lộc hoặc đủ lộc; hai, trước khi ra hoa 45 ngày phun HTC. Hai kỹ thuật này là hai kỹ thuật đơn giản nhất. Nếu các bạn muốn làm cây vải không cần quá đặt mục tiêu phải ra hoa đậu quả 100% mà không cần phải đạt như từng ngọn từng cành và làm kỹ thuật mang tính trung bình, thì các bạn cứ làm theo kỹ thuật này. Còn từ giờ trở đi mình sẽ làm theo kỹ thuật này nhá. Vườn vải thiều và u hồng tháng 3 ở nhà mình cứ đủ lộc là mình khoanh. Vườn anh Hà cứ mùng 10 tháng 12 là mình phun HTC. Và như một video mình chia sẻ kỹ thuật làm lộc hoa quả đơn giản, hoa quả vải thiều đơn giản nhất của Lê Văn Minh ấy, thì mình cũng sẽ sang năm mình sẽ để 3 cây vải thí nghiệm như mình vừa nói. Một cây u hồng, 6 cây vải, một cây u hồng, 2 cây u hồng, 2 cây tháng 3 và 2 cây vải thiều. Chính là một cây, mỗi giống một cây cứ đủ lộc 3 là mình khoanh. Và mỗi giống mình để một cây mình phun HTC như thành công thức của mình. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Mình về, mình đang xong mình đi làm